chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá nhanh build up S-Gen EDR phiên bản M Performance 2020 với mức giá bán hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay thì cái chiếc BMW S-Gen ER 2020 đang được phân phối chính hãng bởi BMW Motorrad với mức giá của hai phiên bản như sau. Phiên bản BMW S-Gen ER phiên bản Grace mức giá bán là 949 triệu đồng. Còn BMW S-Gen ER M Performance 2020 với mức giá bán là 1 tỷ 099 triệu đồng. Tương tự các phiên bản sản xuất xuất hiện ở Việt Nam thì BMW S-Gen ER M Performance thời mới nhất hiện đang có mặt tại BMW Motorrad Sala, có sở hữu một nét đẹp ngoại hình rất thể thao nhưng có phần đẹp mắt hơn nhờ vào chiếc áo HB gồm ba cái tông màu trắng, xanh, đỏ vô cùng nổi bật. BMW đã loại bỏ cái đèn pha bất đối xứng, cái kiểu mắt lén, thay đó là cái cặp đèn đối xứng cái dạng gương cầu lòi thô sinh to, riết cùng cái dạng LED ban ngày trên phiên bản mới này, cho con xe trở nên hiện đại, sắc sảo hơn. Hút gió chữ Y ở phần đầu, tách phần đầu thành hai cái mảnh riêng biệt. Nếu so các bản khác thì BMW S-Gen ER M Performance trở nên thể thao hơn, cá tính hơn, với cấu phụ kiện đặc biệt. Và chúng ta sẽ so sánh cái chiếc BMW S-Gen ER M Performance phiên bản cao cấp và BMW S-Gen ER phiên bản tiêu chuẩn có gì khác biệt. Có thể được điều chỉnh cái độ cao yên xe và cái chụp cấp xa cùng với cái up yên solo thiết kế là cực kỳ thể thao, thêm cái chế độ chạy là remote, cái tem motorsport cũng khác biệt, mâm chì 7 chấu carbon cao cấp, bình ắc quy chuyên dụng và một cái trọng lượng nhẹ hơn là 3.5 kg và tương đương là 193.5 kg phiên bản cao cấp và 197 kg cho phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, BMW S-Gen ER M Performance vẫn duy trì cái động cơ lực 4 xanh 999cc chấm nhiên bản tiêu chuẩn và có thêm hệ thống shift cam hay là van biến thiên tạo ra công suất là 207 HP, tức là tăng thêm 80 lực tại vòng tua máy là 13.500 phút, mô men xoắn cực đại 113 Nm tại vòng tua máy là 11.000 vòng trên phút, điếc cũng đó hộp số 6 cấp. Các chiếc BMW S-Gen ER M Performance 2020 còn trang bị thêm hệ thống là Cruise Control, Heated Start Control Row, kiểm soát phanh động cơ ABS, kiểm soát cái giảm tốc động và Shifter System Row. Các chiếc S-Gen ER M Performance có một cái bề rộng là 848 mm, cái chiều cao không tính gương 1.151 mm và cái chiều cao yên là 824 mm. Cái trọng lượng của xe 197 kg, bình xăng thì có dung tích là 16.5 lít, phanh trước là 4 bis hoạt động cùng với cái đĩa là 320 mm, thông số bánh trước 120/70 ZL7 trong khi bánh sau 190/55 ZL7. Còn mức giá bán cái phiên bản là BMW S-Gen ER M Performance 2020 cũng sẽ cao hơn các phiên bản tiêu chuẩn khác ở mức là 1.099 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.